Alo, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 250 token Anonce. Các bạn kích vào link bên dưới để vào Telegram. Các bạn kích Start để chat với bot. Sau đó bạn nhấn Start campaign. Đầu tiên các bạn join vào iGroup Telegram. Join. Sau đó bắt ra và các bạn join tiếp Telegram channel. Các bạn join rồi, các bạn bắt ra và nhấn Check Me. Bước 2 thì các bạn sẽ retweet pin tweet. Sau đó các bạn bắt lên retweet. Các bạn follow. Sau đó nhấn like và các bạn copy username của nó. Nhấn retweet comment. Các bạn bắt username nó vào rồi các bạn nhấn retweet. Sau đó bạn vào profile. Nhấn tweet and reply. Các bạn chọn cái bài viết các bạn vừa retweet nè. Các bạn nhấn mũi tên lên. Nhấn copy lên retweet. Rồi sau đó các bạn vào quay trở lại các bạn bắt vào. Tiếp theo các bạn điền ví MyEtherWallet vào. Đây là ví ERC20 thì các bạn sử dụng MyEtherWallet hoặc là ví MetaMask thì được. Như vậy là mình đã hoàn tất đăng ký nhận 250 token. Đây là link rep của mình, các bạn có thể gửi link rep cho bạn bè đăng ký để nhận thêm token. Các bạn kích vào ba lần để kiểm tra tài khoản 250 token. Đây là các bạn nhiệm vụ mạng xã hội cần phải làm. Mình xin kết thúc video hướng dẫn từ đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.